cắt lỗ 150 triệu, chỉ với khoảng 1 tỷ 050 triệu là quý anh chị đã sở hữu ngay 80 m² đất ngay tại trung tâm thị trấn Diên Khánh nha quý anh chị. Đó, cách cái đường đồng khởi đi vào chỉ khoảng 50 m thôi là chúng ta đã có một cái lô đất rất là đẹp, rất là đáng để mà xây nhà an cư lạc nghiệp nha. Hello, xin chào quý anh chị, lại là em Thi đây. Thì hôm nay em Thi tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế cho quý anh chị đầu tư, quý anh chị cô chú đầu tư ở xa đó, để xem có một cái lô rất là đẹp, rất diện tích rất là mini, và đặc biệt á, là nó cách cái đường này, anh chị thấy không, cái đường tỉnh lộ 8 hay còn gọi là đường đồng khởi á, nó cách cái đường đồng khởi đi vào đây chỉ còn tầm khoảng 50 m thôi, rất là gần nha quý anh chị, rất là gần luôn đó. Ở đây em Thi có một lô đất rất là mini, rất là dễ thương, mà chủ thì người ta cũng đã cắt lỗ so với cái giá mà ban đầu họ mong muốn bán rồi đó. Đây, trước mặt anh chị là lô đất đây, em Thi sẽ lưu lại để cho quý anh chị thấy được một cái góc nó bao quát nhất có thể nha. Đó, thì cái lô này á, với cái này thông tin thông số như thế nào, nhưng mà trước khi mà đi vào thông tin thông số chi tiết á, thì quý anh chị nhớ cho em Thi xin một like với lại một đăng ký, coi như đó là cái động lực mà để em Thi đi quay thường xuyên hơn ha, cũng như là quý anh chị có thể cập nhật các cái thông tin về thị trường mới nhất về thị trường bất động sản Khánh Hòa. Em Thi cảm ơn rất là nhiều. Rồi, đây bây giờ là đi vào thông tin chi tiết lô đất nè. Cái lô đây là tổng diện tích của nó là 80 m² nha quý anh chị, 80 m² là từ cái giáp nhà này đổ qua tới cái trụ này nè. Ở đây có một cái trụ là chiều ngang của nó là 8 m quý anh chị, chiều ngang mặt tiền của nó là 8 m. Lô này là 80 m², đất rất là vuông vức. 80 m² là 8 x 10 đó quý anh chị, ngang 8 m, dài là 10 m, phía sau nó cũng có trụ, có ranh trụ hết rồi nha, bốn góc đều có ranh trụ hết rồi đó. Đây cái trụ ra ranh giới của nó đây nè, 8 m tới kia, phía sau đó 80 m, tới cái trụ đằng sau kia rồi quý anh chị, ở đây nè đó. Đó, lô này là tổng diện tích của nó là 80 m nha quý anh chị, sổ hồng riêng, 100% đất thổ cư nha. Đó, cái lô này thì nó nằm ngay tại Phú Lộc Tây 2, thị trấn Diên Khánh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đó, cách cái đường đồng khởi anh chị, cách cái đường tỉnh lộ 8 đi vào là chỉ tầm khoảng 50 m thôi, rất là gần. Đó, đường này là thông nha quý anh chị, cái đường hiện trạng của nó là đường bê tông rộng 4 m. Đường hiện trạng là bê tông rộng 4 m nha. Cái đường này là ô tô là đi vào tận nơi nha quý anh chị. Và cái đường này là đường thông nha quý anh chị. Nó thông thẳng ra cái bờ kè sông Cái Diên Khánh luôn, hay gọi là cái đường Trần Phú đó. Này nó thông ra đường bờ kè sông Cái luôn. Chỗ đây mình đi ra bờ kè sông Cái thì nó rơi vào tầm khoảng 1 cây số. Đi thẳng thêm nha quý anh chị, đi thẳng thêm. Đó. Lô này rất là đẹp. Sổ hồng là 100% đất thổ cư. Đó, ngang 8 dài 10 m. Hướng là hướng tây nam nha quý anh chị. Lô này hướng tây nam, rất là vuông vức luôn, nằm ngay cái khu dân cư luôn, hiện hữu luôn. Đó, trước đầu đường chúng ta là có một cái trường mầm non. Nếu như mà quý cô chú anh chị mà có con xây nhà mà có con nhỏ đi, đó, cần gửi thì đây có cái trường mầm non đang hoạt động đây. Đó, đây em Thi sẽ đi ra ngoài cái đường tỉnh lộ 8 cho quý anh chị coi là nó gần cỡ nào, đường đồng khởi chứ, cho anh chị coi thì nó gần cỡ nào. Cái lô này là thuộc thị trấn Diên Khánh nha quý anh chị, ngay thị trấn Diên Khánh luôn. Đó, rất là gần chợ Thành. Từ đây á, mà chúng ta đi xuống chợ Thành á, thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 600-700 m thôi, rất là gần nha. Đó, ra một phát là tới tỉnh lộ 8 luôn, tức là đồng khởi luôn, không thiếu thứ gì nha. Khu vực này là hàng quán kinh doanh đầy đủ, ăn sáng, cà phê, đầy đủ các cái tiện ích luôn, trường học rồi rất là nhiều thứ. Đó, cái đường tỉnh lộ 8 này em Thi quay cũng nói rất là nhiều rồi. Cái đường này là kết nối giữa Diên Khánh và Ninh Hòa, đi dọc qua Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Diên Khánh này lên Khánh Vĩnh rồi về tới Ninh Hòa. Cái đường này là giao thông kết nối rất là nhiều. Đó, nhà cửa ở san sát nhau, vị trí là kinh doanh mua bán sầm uất nha. Đó, không thiếu thứ gì trên con đường này, quán cà phê, quán nhậu, tạp hóa, tất cả mọi loại hình kinh doanh. Đó, về vị trí lô đất á, thì cách chợ Thành nó chỉ rơi vào tầm khoảng 500-600 m thôi, rất là gần. Đó, đi ra chợ Thành rất là gần. Đó, trường học cũng rất là gần, đầy đủ các cái tiện ích, sát bên chúng ta là trường mầm non. Đó, rất là phù hợp cho quý cô chú anh chị nào có tìm đất để mà xây nhà an cư lạc nghiệp nha. Khu vực này á, có điện đường nha quý anh chị, có điện đường đàng hoàng, điện nước đầy đủ. Đây là thuộc thị trấn Diên Khánh, từ đây mà về lại trung tâm thành phố Nha Trang á, thì nó rơi vào tầm khoảng 11 cây số nha quý anh chị, 11 cây số thôi là chúng ta về lại trung tâm thành phố Nha Trang rồi, rất là gần. Đây là ngay thị trấn luôn. Đó, thì nói chung là anh chị mà mua bên em á, em Thi thì biết rồi, em Thi sẽ, nếu như anh chị muốn là em Thi sẽ dọn mặt bằng, lại cắt cỏ và dọn mặt bằng trống cho anh chị. Thật ra thì cái sản phẩm này thì tầm khoảng một năm trước thì chủ người ta cũng dọn mặt bằng trống rồi, nhưng mà bây giờ để không thì cỏ nó lên thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Thì cái này là nếu như mà quý anh chị cô chú mà mua mà có nhu cầu là làm
đất trống ra thì em Thi sẽ hỗ trợ làm cho quý anh chị ha. Cái giá cũ á, cái giá cũ mà chủ họ mong muốn bán là 1.2 tỷ là quý anh chị, cái này là cắt lỗ 150 triệu rồi. Bây giờ là giá là còn 1.050 tỷ nha quý anh chị. Đó là cắt lỗ 150 triệu rồi. Đó, đường này là đường thông, ô tô là đi thông nha quý anh chị. Nó đi thông ra lại cái đường bờ kè Trần Phú luôn. Nó đi ra lại cái đường bờ kè Sông Cái luôn á. Sông Cái Diên Khánh luôn. Đó, trong đây thì dân cư ở hiện hữu hết rồi. Đó. Khu vực này thì rất là yên tĩnh nha. Đó, nhà mới xây nè. Đó, rất là đẹp. Đi chợ cũng gần, trường học cũng gần. Đó, khu vực này là nó vẫn là thuộc thị trấn Diên Khánh. Cái thôn này gọi là thôn Phú Lộc Tây 2 nha quý anh chị, Phú Lộc Tây 2. Tính ra cái giá cũ của nó 1.2 tỷ là 15 triệu mét vuông. Mà bây giờ giá 1.050 tỷ là tính ra nó rơi vào tầm khoảng 13.125.000 mét vuông nha. 13.125.000 mét vuông thì so với giá bán ban đầu thì nó cũng đã hạ hai giá rồi. Đó thì về nó cũng gần như là về với cái giá trị thực của nó nha quý anh chị. Đó, rất là đẹp. Vuông lắm nha anh chị, cái sổ này anh chị gửi là anh chị nhìn mê luôn. 80 mét vuông, 8 bên này là cũng dài cũng 10 mét mà bên này là cũng dài cũng 10 mét. Mặt tiền 8 mét mà cái hậu cũng 8 mét, nó như cái bánh chân vậy đó. Rất là vuông vắng, vuông vắng. Sổ hồng là 100% đất ở đó, đất thổ cư nha quý anh chị. 100% đất ở nha. Đó. Cách cái tỉnh lộ 8 vô rất là gần, 50 mét thôi. Từ cái vị trí này mà anh chị ví dụ như ăn sáng cà phê hoặc là có những cái ban đêm muốn đi chơi vòng vòng khu vực này thì nó cũng rất là nhiều nha quý anh chị. Hàng quán quán nhậu quán ăn rất là nhiều, rất là tiện ích, có thể đầy đủ phục vụ cho một cái cuộc sống cần thiết của một gia đình ha. Em thì thấy cũng rất là ok, với tầm hơn 1 tỷ như thế này mà chúng ta sở hữu được một lô đất đường ô tô ngay thì trung tâm thị trấn Diên Khánh như thế này thì rất là xứng đáng để mà ví dụ như anh chị nào đang công tác tại thị trấn Diên Khánh đó thì cái lô này rất là phù hợp nha quý anh chị. Hẻm ô tô ở đây thì chúng ta có thể xây dựng 1 trệt 2 lầu lên rất là đẹp đó. Cái nhà 1 trệt 2 lầu lên là chúng ta đã ở thoải mái rồi đó, bước mấy bước là chúng ta ra lại đường Đồng Khởi nè, hàng quán cái gì cũng có luôn, bước mấy bước thôi đó. Tới đây là chúng ta chạy tới khoảng 50 mét nữa là chúng ta tới cái đường Hà Huy Tập Huỳnh Thúc Kháng, với cái đường Huỳnh Thúc Kháng rồi chúng ta rẽ qua bên chợ Thành luôn thì tầm khoảng 500-600 mét thôi, rất là gần nha quý anh chị đó, rất là gần luôn. Đường ô tô thông thoáng rất là ok, cách chợ chỉ tầm khoảng 500-600 mét thôi. Còn đi qua lại cái trung tâm hành chính huyện đi, cái gọi là cái cửa đông cửa tây á, qua được cửa đông cửa tây thì nó tầm rơi vào tầm khoảng 700-800 mét thôi, rất là gần nha quý anh chị. Tất cả mọi thứ mọi tiện ích là nói chung là không thiếu thứ gì đó. Đi ra bờ kỳ Sông Cái thì lần ngoằng thì cũng khoảng 1 cây, nhưng mà đường là đường thông đó, rất là đẹp luôn. Rồi sản phẩm này thì anh chị nào thích á thì kết nối với em Thi nha, để em Thi tư vấn chi tiết cho rồi hỗ trợ anh chị sở hữu cái lô đất này đó. Giá thì em nghĩ là em Thi nghĩ là chắc cũng còn bớt xí đỉnh á đó. Phí thuế là chủ lo hết ha, bao sang tên sang sổ cho quý anh chị luôn đó. Rất là đẹp, 80 mét vuông ha, vừa đủ để mà chúng ta xây một cái nhà 1 trệt 2 lầu rồi, rất là dễ thương luôn. Rồi em Thi quay thì cũng nói rất là chi tiết rồi, quý anh chị nào quan tâm cái sản phẩm này thì vui lòng là kết nối với em Thi qua số điện thoại dưới phần mô tả để em Thi tư vấn chi tiết cũng như là đưa quý anh chị đi xem thực tế luôn nha. Em Thi cảm ơn quý anh chị rất là nhiều, chúc quý anh chị một ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Quý anh chị nhớ like và đăng ký kênh của em để theo dõi những cái video mới nhất cũng như là tiếp thêm cái động lực để em Thi đi quay thường xuyên hơn. Em Thi cảm ơn quý anh chị rất là nhiều, chúc quý anh chị thật là nhiều sức khỏe nha. Em Thi xin phép kết thúc clip tại đây, xin chào và hẹn gặp lại.